Chiều 5 tháng 5 tại Hà Nội, trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đang theo dõi chỉ đạo, trong đó có đề cập đến vụ Việt Á, đều được Bộ Công an tiến hành điều tra tích cực, khẩn trương và cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Đối với vụ Việt Á, trước đó Bộ Công an dự kiến kết luận điều tra trong quý 1 năm 2023, nhưng do vụ án có tính chất phức tạp, cùng lúc có nhiều vụ án đang phải tiến hành đồng thời, nên Bộ Công an đã đề xuất với Ban chỉ đạo gia hạn điều tra, cam kết sẽ có kết luận điều tra vụ án trong quý 2 năm 2023. Ngày 5 tháng 5, thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có quyết định kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cách chức đối với ông Ngô Quốc Khánh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu. Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu cũng đã kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong đảng đối với ông Khánh. Ông Khánh bị kỷ luật với vai trò Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, chưa nêu cao tính gương mẫu của người cán bộ đảng viên. Cụ thể, trong thi tuyển viên chức của Nhà hát Cao Văn Lầu năm 2022, ông Khánh đã bàn bạc với bà Tô Việt Ái, chuyên viên văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bạc Liêu, để nhận hàng chục triệu đồng của 4 nhân viên nhà hát. Do 4 người này không đủ tiền, nên ông Khánh đã cho mỗi nhân viên tạm ứng 10 triệu đồng từ nguồn quỹ của đơn vị. Bà Tô Việt Ái, chuyên viên văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bạc Liêu, cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền. Ngày 5 tháng 5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lâm Hoài Ân để điều tra về hành vi giết người khi dùng dao đâm tử vong cha và chú ruột chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ. Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 5, ông S, 43 tuổi, là cha ruột của Lâm Hoài Ân, với hai em ruột là 40 tuổi và 36 tuổi, cùng người bạn 32 tuổi, trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, tổ chức nhậu tại nhà. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Ân đi uống cà phê về tới thì xảy ra mâu thuẫn với cha và chú ruột dẫn đến xô xát. Ân bị đánh nên bỏ chạy. Một lúc sau, Ân rủ bạn 19 tuổi và 17 tuổi cùng trú tại địa phương đi trên một chiếc xe máy có thủ sẵn dao tự chế, quay lại bàn nhậu để Ân giải quyết mâu thuẫn. Tại cơ quan công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng công an đã mời hai thanh niên được cho là có vai trò đồng phạm của Ân về trụ sở làm việc. Ngày 5 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, đóng tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Hồng là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S, thành phố Biên Hòa, 6002S, thành phố Long Khánh, 6003S, huyện Định Quán, thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai quản lý. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6005D, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa và Trung tâm Đăng kiểm 6004D, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ. Ngày 5 tháng 5, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ án mạng trên địa bàn. Trước đó, vào chiều 4 tháng 5, ông V, sinh năm 1972, ngụ huyện Củ Chi, nói chuyện với một người đàn ông ở khuôn viên cây xanh trước cổng ra vào khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trên đường Phạm Văn Gọi, xã Phạm Văn Gọi, huyện Củ Chi. Sau đó, cả hai xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, người đàn ông rút hung khí đâm nhiều nhát vào người ông V, khiến ông V gục tại chỗ. Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi và đưa nghi can về trụ sở để lấy lời khai. Công an xác định ông B và nghi can cùng làm bảo vệ cho một công ty trong khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm Lâm Hữu Trí, 42 tuổi, Trần Văn Dũng, 53 tuổi, Võ Thanh Liêm, 44 tuổi và Nguyễn Đức Tú, 48 tuổi để điều tra về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án, Viện Kiểm sát cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn gồm Nguyễn Mạnh Cường, 48 tuổi, Hồ Đình Huy, 42 tuổi, Nguyễn Văn Sắc, 31 tuổi, Nguyễn Văn Duy, 33 tuổi và Nguyễn Thắng, 32 tuổi để điều tra về tội đưa hối lộ theo quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình Sự. Căn cứ vào các tài liệu đã thu thập cùng các bản tự khai, biên bản ghi lời khai và tài liệu thu giữ, cơ quan điều tra xác định thanh tra viên Lâm Hữu Trí đã sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để nhận tiền hàng tháng của các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động vận tải để bỏ qua các lỗi vi phạm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hàng tháng Trí rút tiền hoặc chuyển khoản để chia cho các đội thanh tra giao thông phụ trách các địa bàn có phương tiện hoạt động theo một quy ước chung đã được các đối tượng thống nhất trước.
Sáng 5 tháng 5, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin Truyền thông Lê Quang Tự Do cho biết, để triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông đã gửi công văn cho các bộ ngành có liên quan nhằm cử người tham gia đoàn công tác. Dự kiến việc kiểm tra hoạt động của TikTok sẽ được tiến hành từ ngày 15 tháng 5 đến hết tháng 5. Theo ông Lê Quang Tự Do, TikTok hiện không có biện pháp kiểm soát hiệu quả các nội dung vi phạm bản quyền, không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư cá nhân của người khác để tung tin giả hoặc bôi nhọ xúc phạm người khác. Việc tự ý quay phim sử dụng hình ảnh người khác khi chưa được sự đồng ý. Việt Nam hiện xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia có đông người sử dụng TikTok nhất thế giới. Số liệu của Data Reporto cho thấy, tính đến tháng 2, có khoảng 49,9 triệu người sử dụng mạng xã hội TikTok tại Việt Nam.